Thành luôn cả nhà. Là ở đường An Dân Vương cũng có chung cư Lê Thành nè, rồi ở phía bên đường Hồ Văn Long cũng có thế nè, rồi ở ở gần Ion cũng có một cái chung cư Lê Thành nữa cả nhà. Tại vì nhiều khi chúng ta có thể bị nhầm lẫn, nhiều khi mà chung cư ở nhiều con đường nhưng mà vẫn là một cái chung cư, vẫn là một cái tên để cả nhà. Chiên Dương Châu ở nhà, bún nước lèo Sóc Trăng, bên kia là cháo vịt, bên đây là bún nước lèo. Sầu riêng cả nhà, sòi lúc 15.000, sòi miên hạt lép, dê núi cả nhà, sòi
Giáo Quý sẽ quẹo trái vào đường tỉnh lộ 10 cả nhà. Đấy, Giáo Quý đã trái vào tỉnh lộ 10 cả nhà. Đấy, tiếp tục Giáo Quý quẹo vào đường tỉnh lộ 10 rồi. Tỉnh lộ 10. Có chuối chiên cả nhà. Ốc bu. Chè đậu ở nhà, quán chè, ồ vải cả nhà, đấy rồi chôm chôm. Ở đây là phía bên tay trái Giang Quý là cái chợ Bình Trị Đông đó cả nhà, ồ bánh cam, ồ ở đây bán rất là nhiều những cái mà mặt hàng như là thúng rổ bằng tre cả nhà. Bún mắm, đây có cà phê pha máy cả nhà, cacao, sữa, có cơm gà tối mỡ, cơm tấm, xương bì chả. Xương bì chả là mà thường hay là cộng đồng mạng hay đọc là xào bì chưởng ở nhà. Nhưng mà có nhiều khi người ta nói chơi là theo kiểu là xương bì chả, xào bì chưởng. Thì chúng ta hay đọc theo cái kiểu là xăng bắt cớp ở nhà. Ớt là xăng, bì là bắt, chả là cớp. Nghe cũng rất là ngộ nghĩnh cả nhà. Đây là bánh mì chả cá như cả nhà. Ồ có mấy có đội chặt cây xanh. Alo. Trời mưa. Mưa lớn kèm theo mà trong gió cho nên là những cái cây xanh ở thành phố Hồ Chí Minh đó nó bị bật gốc cả nhà. Cho nên là chúng ta đi đường chúng ta cũng phải để ý là nếu như không thì nó những cái chúng ta đang chạy chúng ta cũng để ý ở trên nó sẽ bật gốc, nó ngã xuống, bắt chừng nó ngã xuống. Có thể gây tai nạn cho người tham gia giao thông cả nhà. Chả cá thác lát. Bánh xèo, bánh thọt cả nhà. Rất là nhiều món ăn luôn cả nhà. Chúng ta có thể thấy là gì thì bán. Ồ nho. Rất là nhiều món ăn vào buổi sáng ấy. Buổi sáng là chợ bán rất là nhiều món luôn cả nhà. Đấy. Chúng ta có thể đến những chợ đặc sản như là chợ lớn. Chợ lớn và chợ lớn thì bán rất là nhiều những cái thực phẩm về đồ khô rồi bánh ngọt. Chợ Bình Điền cũng vậy, như chợ Bình Điền cả nhà, chợ Bình Điền cũng vậy, chợ Bình Điền bán thì cũng đồng chợ Bình Điền rất là lớn, cũng rất là lớn tại vì chợ đầu mối bán rất là nhiều khô cá rồi thực phẩm rau củ quả rất là nhiều. Còn nếu như là nếu chúng ta muốn mua những trang sức hoặc là quần áo giày dép, chúng ta có thể đến chợ An Đông nữa cả nhà. Quần áo nữa là chợ Tân Bình, tại vì có hai chợ đó là cung cấp rất là nhiều mặt hàng vải sợi quần áo giá sỉ, tại vì hai chợ đó là hai chợ đầu mối của chuyên cung cấp quần áo. Chợ An Đông thì nó ở ngoài đường An Dương Vương, quận 5 đó cả nhà. Còn chợ Tân Bình thì nó ở đường Lạc Long Quân của quận 11. Bây giờ thì Giang Quý đã quẹo vào đường số 6. Số 6 Giang Quý đi hết đường số 6, Giang Quý sẽ gặp đường số 7.
hay về quán cơm tắm cả nhà, đường số 6 á. Hủ tiếu, gà tam hoàng, bánh canh chả cá, cơm phong phú, rất là nhiều quán cơm cả nhà, bún bò Huế, phở rộng, những món đĩa tâm sáng rất là ngon và hấp dẫn. Chúng ta hãy đến những cái quán ở đây có quán bánh nướng và hủ tiếu gõ của chẳng qua luôn. Đây có quán mì cay cả nhà. Dân Quý chạy ra đây là Dân Quý sẽ gặp đường số số 1. Đây có cà phê, máy lạnh cả nhà. Cơm niêu, cháo ớt Singapore, bún đậu mắm tôm. Cơm niêu cả nhà, cơm niêu là ta nấu trong cái niêu rất là ngon cả nhà. Nhân Quý sẽ quẹo trái vào đường số 1 đi cả nhà. Đấy. Tiếp tục Nhân Quý sẽ quẹo trái vào đường số 1. Đường số 1 này là sẽ ra đến vòng xoay Mũi Tàu. Còn hướng đi ngược lại sẽ về Bình Tân đi cả nhà. Đấy, Nhân Quý chạy ra vòng xoay Mũi Tàu.